Xin chào đại gia đình. Chị em xin chào cả nhà. Sáng hôm nay thì mình cũng sửa soạn là đi ăn sáng ha, rồi đi mua đồ, có em trai với hai cháu của mình lên đó. Thành ra mình đi order đồ ăn. Ngày năm vui lắm cả nhà ơi, chuẩn bị có cháu với em trai xuống thăm. Còn cô Út á thì phải đi làm, tại vì từng này cũng từng lễ đó nên cô Út mình không có nghỉ được. Rồi cũng tranh thủ kệ, tối về chị em gặp nhau cũng được. Thì bây giờ bây giờ thôi cho mình xin ít phút để mà mình giới thiệu mặt hàng mới của mình với cô Út nha. Mong đại gia đình theo dõi hết cái video giùm mình nha. Cả nhà thương năm à. Cả nhà thương năm dữ lắm. Cái này là mình sản phẩm mới của mình đây. Thì cái Pucadom thường thường khách hay gọi hỏi Cô Năm có bán cái Pucadom không, thì mình nói là chưa. Nhưng mà bây giờ là từ đây sắp tới là mình đã có mặt hàng mới rồi. Đã tìm ra mặt hàng rồi. Đã tìm ra rồi. Nhưng sau một thời gian coi như là tìm kiếm thì hôm nay là mình đã tìm ra được cái loại Pucadom. Mà nhiều chị hỏi loại này lắm. Cho nên là em cũng cố gắng nghiên cứu để tìm ra cái mặt hàng mới này để cho bán cho mấy chị. Nhìn thấy đẹp không? Dạ, đó. Nhưng hồi mà hôm qua thì mình quay chưa có chi tiết lắm, cho nên hôm nay mình sẽ khui từng hộp một để cho mấy chị xem. Sản phẩm Mekabu Pucadom thì được bán với cái giá là 200 đồng một hộp. Nhưng mà đặc biệt á, thì trong cái tháng này nè là được chương trình mua một tặng một. Tới cho cuối tháng này, bước qua một tay tháng 6 là hết chương trình, vĩnh viễn hết chương trình mua một tặng một của cái chương trình Mekabu Pucadom. Rồi sản phẩm tiếp theo là sản phẩm thứ hai á, là cái Sven Collagen Beauty Rinse. Thì cái này á, cái hàm lượng nó rất cao cả nhà, một hộp chỉ có 8 chai thôi. Một chai là 50ml thì đang bán với cái giá là 200 đồng một hộp, cũng được mua một tặng một cho kỳ hôm nay luôn. Mỗi chai collagen á thì với hàm lượng collagen rất là cao. Mấy chị mà thường xuyên mà đi tìm kiếm những cái hàm lượng cao á thì gọi ngay cho Út Nhung hoặc chị Năm liền ha. Cái này là mỗi chai là hơn 21.000mg. Cái này mình không cần uống mỗi ngày, chỉ cần uống một tuần 2 chai tới 3 chai là đã đủ cho cơ thể của mình. Với mình cũng trong đây nó cũng đầy đủ những chất vitamin, nên có thể mình không cần uống vitamin thêm. Thì có gì cái hộp ở đằng sau nó có hết những cái gì đó thì đại gia đình mình cũng có thể tham khảo qua được. Nên cái này rất là good, nó cũng tiện thời gian cho mình. Thêm một cái sản phẩm nữa là cũng là collagen luôn, nhưng mà cái màu đỏ này á, thì theo em khuyên dùng thì trên 35 tuổi thì mình sử dụng cái sản phẩm này, rồi cái này thì dưới 35 tuổi thì mình sử dụng cái màu vàng nha. Đó, cũng một hộp 8 chai luôn ha cả nhà. Nhanh gọn lẹ để cái nhà không có tốn thời gian nha, không mất thời gian của đại gia đình. Nhưng mà thật sự luôn á, nếu như mà cái này mà mua làm quà thiệt anh thiệt, hồi nào đến giờ em chưa có thấy cái hộp collagen hay là hộp Pucadom nào mà nhìn nó sang trọng sang đẹp. Khi mà em ship cho cả nhà là bảo đảm chất lượng luôn á, thật sự luôn. Không quá, cần quấn từng quá là đẹp luôn để làm một hộp quà tặng cho mẹ. Cho cái kỳ Mother Day này là quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà chị nào mà mua thiệt sớm thì sẽ ship kịp trong Mother Day, còn giờ tới cuối tuần thì cái tuần lễ này chắc em phải qua lễ. Sợ ship không kịp thì cả nhà nha. Đó, cảm ơn cả nhà ủng hộ hai chị em nhiều hôm qua giờ cũng có rất là nhiều rất chị gần rồi ủng hộ sản phẩm của mới của tụi em rồi. Và bây giờ mình đi hai năm ha. Mình đi. Bây giờ đi thôi, chào cả nhà nha. Út Nhung thì phải đi làm. Rồi giờ chị Năm với anh Năm với ông xã mình thì sẽ đi một vòng thì quay thêm cho cả nhà xem thử hôm nay chị Năm với anh Năm mà ở vòng Cali làm gì nhá. Hello, Bình Huỳnh xin phép chào đại gia đình. Chào. Chào cả nhà. Hôm nay anh em Bình Huỳnh đang từ nhà chú Lũ chạy lên Ốc Linh nè. Bữa nay em trai lên thăm bà chị, cho nên hai vợ chồng sáng nay đi order cái gì đây để về đãi em trai của mình. Đấy cả nhà. Mình đang chưa mở cửa nữa hả? Đang đứng đây 11 giờ mới mở cửa các bạn. Hay là mình đi dạo vòng đi. 15 phút nữa hả? Rồi, đi kiếm cái gì, cà phê rồi đi, ok. Mình mà đi tới đâu mà thấy mấy con đồ mà mèo quạnh tài đồ như vậy nè, là mình thích lắm đó, đại gia đình.
rất là thích. Vui vui. Tượng Phật nữa. Yeah. Wow, tượng Phật này đẹp ghê ha. Anh muốn mua cái đó. Anh muốn hả? Mua cái đó để về chân ngay cái chỗ mình thờ, ngay chỗ bàn ăn của mình. Đẹp quá ha. Đấy, vô coi coi em đang mở cửa chưa. Đi hơi sớm nên ta chưa mở cửa. Yeah, tranh thủ tại vì em nó lên rồi nó chơi chút rồi nó về đó. Để nó đi làm nên mình tranh thủ mình đi. Giờ đây đi sáng sớm quá thì cũng chưa có khách, chưa có người nhiều. Em ngồi chờ. Chờ ít phút nữa là nhà hàng mở cửa cái mình vô. Đi, đi sớm quá vậy. Đi sớm quá vậy. Không, đưa Út đi làm mà, đưa Út ra là ra tiệm. Sẵn rồi đi luôn. Thôi kệ, ngồi giờ bà con đi chợ cũng vui. Bà con đi chợ ở đây, nói chung vô trong đây là cái khu vực này của người Hoa ha. Chứ không phải là khu vực người Việt. Thấy toàn là chủ Tàu không? Đài Loan hả? Đài Loan. Đồ Đài Loan ăn ngon lắm á. Thấy cuộc sống cũng nhẹ nhàng ha. Chị là chị hỏi cái tượng Phật mà ngồi ấy đó, định về chân trên cái bàn á, 128 đồng. 128 đồng. Mà nhỏ xíu à. Nhỏ. Nói gì mà đá phải gần chị Năm ơi. Đúng rồi, hả? Nha. Nha. Muôn vàng nổi đá. Muôn vàng nó thiệt á chứ. Nổ thế ha. Bây giờ nay ta đi chợ cũng vui. Sáng người lớn tuổi đi chợ. Đây gần thường đó, cho nên cũng không có tụ tập đông ha. Hay là mới sớm quá? Sớm quá. Sớm quá. Ta đi ăn điểm sắm chứ, ta cũng đang chờ mở cửa. Cái hai vợ chồng đi qua cô Út thư giãn một chút. Đi qua bên đây đó, các bạn thấy xem mấy cái video đó, vợ chồng người đi qua thăm cháu nè. Rồi bắt đầu là mình cũng đi gặp mấy đối tác đó các bạn, tìm những cái sản phẩm tốt để mà mình thứ nhất là mình phục vụ cho bà con những cái mặt hàng nào mà tốt nhất đó. Hai vợ chồng đó là những cái tâm huyết của hai vợ chồng với lại cô Út ở đây, chú Lũ ở đây. Mình với cô Út là đã tìm được nguồn nguồn hàng rồi đó. Mấy giờ em trai lên nè? Chắc khoảng 12 giờ rồi vậy đó. Từ nhà em của bà xã mà chạy lên đây hết 1 tiếng rưỡi đó cả nhà. Đây khoảng 2 tiếng. 2 tiếng hả? Đây hơn nữa chứ anh. Đúng nhà rồi. Mình là tiếng nhà chú Lũ 1 rưỡi. Bởi vậy đâu với đâu có lên nữa, rồi có chút xíu mà đi về nên chị phải nói thôi để đi order đồ ăn trước nha. Order về ăn cho khỏe. Đó, thấy mở đèn rồi đó kìa. Trong mở đèn rồi đó. Đó phải đúng giờ luôn á, gặp như mình là hả, thấy khách vô thôi mở cửa cho rồi nè. Gặp mà năm bán chứ năm thấy khách tới đứng chờ là năm mở cửa welcome. Phải muối muốn nè, mọi mở cửa luôn. Vậy đó hả? Happy lên mình rồi. Đúng 11 giờ hết á, còn đúng phút nữa mở cửa, thấy bà con đứng chờ đây nè. Chứng tỏ thấy cái nhà hàng này chắc có lẽ cũng là đồ ăn ngon lắm đây. Ơi, mở cửa rồi bà xã ơi. Yeah.
thấy cái lối bày trí ở nhà hàng này. Yeah, we đấy, họ bày trí nhìn thấy sạch sẽ ghê đấy chứ. Cái món điểm sắm mà Huỳnh thích nhất là các bạn biết món gì, chân gà. Chân gà với lại há cảo. Những cái món đó là món yêu thích của Bình Huỳnh. Tắm nhưng mà thấy người lớn tuổi nhiều hơn là trẻ. Tại vì thấy lớn tuổi nhiều hơn. Thấy mà cũng 3 người, 4 người rồi vậy đó. Ý chị nói là mình cũng lớn rồi đó. Mình cũng sắp sửa vô cái nhóm rồi chứ. Giờ là vô rồi chứ gì nữa. Vô nhóm hết rồi đó. Đây có một cái tiệm nữa, ở nằm ở trên San Diego chỗ cậu, mỗi lần cậu đi ăn điểm sắm á cậu phải chờ cả tiếng đồng hồ, tiếng rưỡi đồng hồ. Bữa em nhung lên hai người nó không tiếp luôn á chị. Bữa đi ăn buổi tối á không tiếp luôn. Nó không có bàn, không có bàn cho hai người. Mai đại gia đình của cộng năm dùng điểm sắm nha. Lâu quá mình điểm sắm, thấy điểm sắm cũng hấp dẫn lắm chứ. Lâu quá chú Lũ không ai hả? Dạ, anh lâu với chị với anh mới ăn. Mới ăn mà, mới thấy mà. Thôi kệ, bữa nay chiều em ăn nữa đi. Ok, thôi xin mời đại gia đình của mình. Đại gia đình nha. Thôi mời cậu Năm. Mời cậu Năm luôn, cậu Năm ơi. Ok. Cái này là nó có nóng lắm á nhà Năm. Nó có nước ở trong đây. Mình lựa cái này là hơi nóng đây. Nóng ngon có gì đâu. Nó có. Xin mời đại gia đình. Mời đại gia đình nha. Ở đây là những cái món yêu thích của Bình Huỳnh nè cả nhà. Chân gà nè. Đó. Chân gà rồi há cẩu xíu mại, đó là những cái món ăn mà Bình Huỳnh gu của Bình Huỳnh. Điểm sắm ở đây ăn được các bạn. Nhưng nếu mà xa quá mà cái nhiều các em cháu như là cái cô chú đó, chú Bình ơi cái tiệm ở đâu. Cái tiệm ở đâu Bình Huỳnh cũng thua luôn. Chú Lũ chở Bình Huỳnh tới đây, mình cũng không có nhìn địa chỉ. Chú Lũ là lẩu làng ở đây. Nên mỗi lần mà về Cali á, đi ăn đi đồ đi ở đâu đó, mình chú Lũ đều là đưa Bình Huỳnh đi. Nên nếu mà bà con Oakland mình á, hay là ở San Jose vòng vòng ở đây chắc bà con cũng biết ở đây phải không? Biết. Dạ. Luôn chứ biết. Dạ, hầu như ai cũng rành ở đây rồi. Còn nếu mà bà con ở đâu mà đi du lịch tới Cali thăm chơi rồi về đó thì ở đây có người thân thì các bạn hỏi người thân sẽ chỉ tới đây ăn. Rồi, mình ăn uống xong xuôi rồi, giờ cái đồ to go gì à? Chờ em mình tới nữa là tiếp tục. Là đi em hả? Ok, đi về. Đi về nha. Ở đây nó cũng lạnh nghe chứ. Hôm nay trời ơi, trời này mát cũng thích ghê chứ. Nó đi ra nó có ráo lạnh cậu ơi. Rồi, xong xuôi. Rồi, đi em. Bên nào rộng hơn? Bên kia rộng hơn. Hỏi bị ấy thế. Cháo vừa mới lên đó luôn các bạn. Yeah. Bịch đó không có biết nói tiếng Việt. You wanna cut? Okay, I cut for you. Okay. Nah, say hello. Hi. Say hello. You so sad. Yeah, they just wake up. Yeah, xe mấy tiếng đồng hồ các bạn. Cháo kêu bằng cô đó. Yeah. Tấm hầm. We good? She likes strawberries.
mấy người em của mình nó không có lên camera, thành ra khi mà có camera đó thì bị ngại lắm. Cứ thục thè thục thè. Còn chị á thì bà chị nó thì quen. Bà chị thì YouTuber. Mà em thì á hả, nói lên cái là em rất ghét. Đó, mấy món này là order cho em trai đây. Đó, người ta làm như vậy là một phần nè. Dạ. Đó, các bạn thấy nhiều lúc nhìn trong video thấy em của bà xã thấy to con, bởi vì bà xã to con cho nên các mọi người lúc nào hỏi tại sao bà xã to mập quá đi là lý do đây các bạn. Đây là mấy món của bà xã order quý vị. Mấy em thường hay thích mấy cái này lắm. And he has lots of yummy food. Yeah, noodle, beef. Ooh, yeah. Kind of yummy, girl. Shrimp. Yummy. Miley, she'll try it. Yeah. Okay. Miley, you can sit here. Can sit here? And get some for you, strawberry, okay? Oh. Yeah? You want strawberry? Big now, yeah. Yes. You don't want any? Well, last time I was here, this one was so small. Yeah, we come up here. You guys like cookies? Something? Oh, you want it? Miley said yes. Yeah, okay, you don't think you have everything. Miley said, oh yeah. You want to try it? Yeah. Okay. Yeah. Hey, lobster? Mm, oh yeah. Yeah. He loves it. Margie still remembers. Remember we brought him over to her to see? Yeah. Yeah. Remember our little that. She always talks about it. They crawled in the grass. Different one. I make different. Oh, yeah, yeah. Okay. Em ở xã thì không biết nói tiếng Việt các bạn ơi. What do you want? The wallet. Rửa cho hai người cháu thích ăn strawberry. Ngọt lắm, strawberry nó trái nhỏ nhỏ vậy mà nó ngọt lắm đây gia đình. Có là tiếng Việt thôi, còn bên kia là tiếng Mỹ không? That's okay. Yeah. She gets yes. really shy. Yeah, smiling. Don't be shy. Right? You want some chip? Lạ nhà đó các bạn. Lạ nhà. Lạ nhà. Cô cả năm mới thấy là... This is shrimp, you want to try? Khổ vậy đó. Hai năm rồi. Nhưng mà mình phải put ears. Love em ở xã thì lại không có tiếng Việt rồi nhiều các bạn. Hầu như là không biết luôn. Hình như cả nhà không biết. Cả nhà không biết tiếng Việt luôn. Mấy em là không ai biết hết. Mấy em đẻ bên này, đã sinh đẻ bên này. Đó, các bạn thấy em nào cũng lấy to con không? Do we need to get some of those at home? So you are the day off today? Mm-hmm. Yeah. Yep. You work on a weekend, right? Mm-hmm. Em mình thì mình mới hỏi là mình có làm ngày hôm nay là ngày thường. Thì nghỉ, ốp hôm nay là ngày nghỉ đó các bạn. Hôm nay lẫm như vậy đó chạy lên thăm bà chị. Từ đó chạy lên đây cũng tiếng mấy, gần 2 tiếng đồng hồ chạy xe luôn. Nếu mà kẹt xe là 2 tiếng. Do you want me to put them on your plate for you? I'll put them on your plate for you. Mà bên Mỹ này chạy mà 2 tiếng đồng hồ chạy xe thì cả nhà mình cũng biết rồi. Well, you're so tall. Cũng thuộc dự hạn là xa xa rồi đó. You want some strawberry? Yes? No, she likes watermelon. Oh, okay. Yeah. Okay. Yummy. Yummy. Can you get the water? Cho chị chai nước em. Do you want a beer? No, thank you. I just joking.
Mình hỏi có uống bia không, em là sợ nó không. Bởi vì lái xe mà trong xe có mấy cháu nhỏ nữa. Em lên đi chơi mấy tiếng rồi xong em về chứ không có ở lại đây các bạn. Mai còn đi làm. Ở Mỹ này công việc thì ai cũng bận rộn hết. Từng nó làm nhiều người làm 5 ngày, nhiều người làm 6 ngày tùy theo cái công việc của mỗi người. Bé. Yummy. Rice and eggs. So good. Đó, khi nãy Bình Huỳnh đó các bạn thấy trong cái video Bình Huỳnh có ăn mình ăn điểm sắm đó cả nhà, ăn xong điểm sắm xong Bình Huỳnh quăng nhẹ nhẹ thôi chứ không có dám ăn nhiều bởi vì có hẹn với cậu em lên đây thăm nên Bình Huỳnh cũng ăn ít ít xù xù mấy chừa chút đỉnh vậy ngồi ăn với lại vì em vợ của mình cho vui. Nhưng mà người Mỹ ở đây khác Việt Nam mình cái các bạn biết họ tự nhiên là đói bụng là thích ăn ăn, hiểu không? Chứ không phải như là mình mùa mè người Mỹ thì có cái nét của người Mỹ họ có mùa mè là người ta tự nhiên tự do thoải mái. Hồi nãy Bình Huỳnh có nói là hôm nay Bình Huỳnh quay video nói ok được nhưng mà cậu em thì không có nói nhiều được trong cái video nói trước mình thì em có nói gì hết á, cho nên phải để cho mấy em mình nó tự do như vậy các bạn dễ giải hơn. Được. Mai. To what? I asked her, do you remember me? She said, yes. 2 years, I don't see you. Yeah. I just see your... No? No, this one? Put it this side. And you have this. For dry rice. Some fried rice. Some water. She eat fried rice. She will. Yeah, she loves eggs. She's not picky. And there's eggs in there, so she'll like it. Oh, okay. You want Auntie to give you a bite on the spoon? Yeah. Yummy. Yummy. Yes. Yeah. One more. Yeah. Oh my God. See. Mom, this one got stuck. Okay. Oh. Mà hay lắm, ở đây á, từ bé bi nhỏ mà biết rồi á là bắt đầu tự múc ăn. Mà một hộp cơm hay là cái gì rớt xuống cũng lụm bỏ lên. Hay thế chứ. Okay, I give you a bag. It's okay, you can have it. I can give you a bag. Không dám xả chú Duy Dương địch nhà hả? Yeah, không có xả, hay lắm luôn á. Mom. It's just sweet. That's sweet. Yeah, yeah, yum. Yum. Oh, wow. Look how many this is. Oh, whoa, how many is that? Don't like it? Okay. No, no, okay, yeah. No shrimp. Oh, no shrimp, huh? How come? Seem good? Maybe they make with honey and lemon or something? She likes honey. She's not a big meat eater. So, Mom! She eats fruits and veggies. Mom! Yeah. She's healthy. Yeah. Is it healthy? Mm-hmm. That's good though. Come on. Which one you like? Ben? I like them all. You like them all? Mm-hmm. Are you sure? I like the beef, I like the lobster, I like the shrimp. Yeah. I like the fried rice. But this one they call golden egg fried rice. That's right. Mình hỏi món ăn thì không cái em nói cái món nào cũng thích đi trên ba món thích hết. Cái món lobster, món tôm hùm sao với chung với lại cái này là bún hay cái gì em mì hả? Sẽ chung với mì nè, món này cũng ngon đó. Mì luôn mình á. Rồi cái món này là món stream, món tôm nè. Món này mấy anh đang thấy ngon miệng ghê ha. Rồi cái món đó là lô bin phải không? Cái món kia giống như phở hấp chảo. Cái này phở hấp chảo á.
rồi món cơm chiên này anh cũng thích luôn nè. Nhưng mà anh thấy cái món phở đó hơi bị dầu mỡ nhiều không em? Nhưng mà lâu lâu ăn là chicken. Mom's để lên hình để cho lên hình để cho bà nội hao để cho bà nội coi á. Thế kia say hello to grandma. Nói là quay cái phim này để tối lại đó, cũng như là má và xã các bạn cũng qua đây xong xuôi rồi, nói cũng nhớ cháu đó. À, nhớ cháu nội cho nên cũng mượn cái kênh của Bình Huỳnh. Rồi mẹ có nói là khi em trai lên đây á, nhớ quay hai đứa cháu nội với lại em trai để cho đỡ nha. Đấy nha. Đấy là xì xì, cái xe nâng camera nào. Ok. Xì xì nè. Say hi, yeah, mm-hmm. Oh, khi nãy thì các bạn thấy hơi say cho hơi là coi như là rè rồi vậy đó. Nhưng mà bây giờ thấy không? Bây giờ là hết rồi thấy không? Vậy là em thích camera rồi nè. Em nhìn vô camera là thấy em cười không rồi nè. Em nhìn vô camera là em cười không các bạn. Rồi, go back to your mom. My phone. Rồi, thôi. Oh, it's your phone. It's still good? Yeah. Tưởng đâu rớt bể rồi chứ. It's already broken. Yeah. I'm gonna wash my hands. Camera. Bye. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Mình xin hẹn gặp lại video kỳ tới.